Toyota Việt Nam vừa tung ra chương trình khuyến mại dành cho khách hàng khi mua xe Corolla Altis mới trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8 tới đây. Theo đó, khách hàng mua Corolla Altis do Toyota Việt Nam sản xuất bao gồm Corolla Altis 1.8G số tay, Corolla Altis 1.8G số tự động, Corolla Altis 2.0V số tự động sẽ nhận được 1 năm bảo hiểm miễn phí giá trị lên tới 15 triệu đồng. Với gói hỗ trợ bảo hiểm này, khách hàng sở hữu Corolla Altis còn được cung cấp hệ thống dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo với tiêu chuẩn Toyota toàn cầu. Đồng thời, Toyota Việt Nam mong muốn tiếp tục mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng yêu mến và tin tưởng dùng dòng xe Corolla Altis nói riêng và thương hiệu Toyota nói chung. Theo báo cáo của công ty Toyota Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2014, số lượng xe của Toyota Việt Nam đạt 13.230 xe, chiếm hơn 30% thị phần hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tăng 10% so với cùng kỳ 2013. Bên cạnh đó, số liệu thống kê của Toyota Việt Nam cũng cho thấy tổng số lượt xe vào làm dịch vụ của hãng đạt gần 275.000 lượt xe. Tính đến nay, đã có xấp xỉ 278.000 xe Toyota do Toyota Việt Nam sản xuất và phân phối đã giao đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Riêng đối với mẫu xe Corolla Altis, trong 5 tháng đầu năm nay, lượng xe bán ra của sản phẩm này đạt 1.668 chiếc, góp phần đưa tổng số xe bán của Corolla Altis tại Việt Nam lên xấp xỉ 46.300 chiếc, chiếm 40% thị phần trong cùng phân khúc. Theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn tại Nhật Bản, Corolla Altis 1.8 tiêu thụ 6.8 lít trên 100 km và bản 2.0 tiêu thụ 7.2 lít trên 100 km. Bản 2.0 số tự động đạt công suất tối đa là 144 mã lực, tại tốc độ vòng tua là 6.200 vòng phút với mô men xoắn cực đại đạt 187 Nm tại tốc độ vòng tua 3.600 vòng phút. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Toyota Việt Nam hiện đang phân phối 3 phiên bản của mẫu xe Corolla Altis với 4 màu là màu bạc, màu nâu vàng, màu đen và màu xám bạc. Giá bán lẻ hiện tại của Corolla Altis đã bao gồm thuế VAT như sau. Bản 1.8G số sàn giá bán là 746 triệu đồng. Bản 1.8G số tự động với giá là 799 triệu đồng. Và bản 2.0 số tự động với giá là 869 triệu đồng.